Thân mến, chào mừng các bạn tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh miễn phí cùng Mr. Long Linh. Như vậy là trong cái unit 4 này chúng ta cũng đã làm bài tập đến phần B rồi. Và cái phần B chúng ta đã làm đến trong cái bài tập số 3 rồi các bạn ha. Và bây giờ chúng ta bắt đầu với bài tập số 4 của cái phần B. Bài tập số 4 là viết những câu hỏi và trả lời ngắn gọn thôi. Đây, cái bài tập số 4 này cũng rất là đơn giản các bạn, rất là nhanh, dễ hình dung thôi. Mình sẽ nói ngắn thì các bạn hiểu ngay này. Ví dụ người ta làm cho mình một câu mẫu này. Đây là một cái ngôi trường mà có hai tầng này, hai lầu này, lầu thứ nhất này, lầu thứ hai này. Thì người ta sẽ hỏi là how many floors does your school have? Trường của bạn có bao nhiêu lầu? Đó, trường của bạn có bao nhiêu tầng? Thì chỗ này á, mình hỏi kiểu này thì nó giống với cái cấu trúc trên này. How many floors does your school have, đó, trường của bạn có bao nhiêu lầu, bao nhiêu tầng? Thì trả lời ngắn gọn, hai tầng thì chỉ cần nói số 2. Đó, các bạn hình dung được chưa? Rồi, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu với cái câu B này. Đó, thì chúng ta cũng tương tự như câu này các bạn, tương tự như câu này đúng không? Có điều câu trả lời là khác. 1 2 3 4 đúng không? Cái trường này là hai lầu thôi thì chúng ta trả lời 2. Thì xuống dưới này là how many floors does your school have? 4. Đó, các bạn chỉ cần 4 là xong. Đó, bạn thấy chưa? Giống cái này 4 là 4 lầu. Đó. Rồi, đó là câu B. Bây giờ câu C này các bạn. Câu C là how many floors does your school have? 1. Là xong, một lầu. Còn cái câu trên này là giống nhau rồi. Câu trên này các bạn, đây, đó, bạn thấy chưa? Câu trên này giống như đây thôi, không có gì khác cả. Đó, ok. Vậy là câu C như vậy các bạn hình dung được chưa? Nhưng xuống câu D, câu C các bạn hiểu cái câu này rồi gì? Giống nhau kia cho nên không cần ghi lại nữa. Thầy nói là các bạn phải hiểu rồi đúng không nào? Nhưng sang câu D thì chúng ta sẽ thấy sự khác biệt. Lúc này không dùng cấu trúc này để hỏi nữa, mà phải dùng cấu trúc này. Là có bao nhiêu cái gì đó ở đâu đó. Đây các bạn nhìn nha. Chỗ này á là phải không sao? Có bao nhiêu học sinh trong lớp của bạn? How many people, hay là student cũng được, student này. Student có F. How many students are there in your class? Đó, bạn phải hỏi như vậy. Hai chữ S các bạn nhá. How many, how này, double U nhá. How many students are there in your class? Đó, thì nó giống với cấu trúc này. How many students are there in your class? Đây, cái chữ students này các bạn hiểu rồi đúng không? Chữ học sinh á, chúng ta gặp nhiều rồi, đúng không? Chữ học sinh chúng ta gặp nhiều rồi. Đó, cái chữ thầy không được đẹp lắm cho chỉ sợ các bạn nhìn các bạn không thấy thôi. Để thầy xem có chữ nào chữ học sinh để thầy cho các bạn nhìn. Thôi được rồi. Đó, cái chữ học sinh thì trong quá trình các bạn học trên cái kênh của thầy là các bạn gặp nhiều rồi đúng không? Đó. Thì cái chữ này S T U D E N T S này các bạn ha. Rồi. Vậy thì chúng ta dùng cấu trúc thứ hai để chúng ta hỏi cái dạng bài tập này. Thì trả lời cái này chỉ cần đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đúng không nào? 8, 9, 10, 11, 12. Có 12 thì bạn trả lời ngắn thôi. 12. Đó. Có 12 bạn. Các bạn ghi con số 12 thôi. Ok. Đúng không? Rồi. Tương tự câu cuối cùng cũng vậy. Câu cuối cùng cũng giống cấu trúc hỏi này. Có bao nhiêu cái bàn trong lớp học của bạn vậy? Đúng không? Trong phòng lớp học á. Thì sao? How. Mình viết gọn các bạn dễ hiểu nè. How gì? Many. Cái bàn. Table. Tables có S. Buộc phải hỏi có S số nhiều nha. How many tables are there in
your class. Đó, class nè. Có bao nhiêu cái bàn trong lớp học của bạn vậy? Thì đây, nó nằm chúng ta đang dùng cấu trúc thứ hai này các bạn. Đó, chúng ta how many tables are there in your class? Thì trong bài là bao nhiêu cái bàn các bạn? Trong bài là có 20. 1 2 1 2 3 4 5. Rồi 4 5 20. Vậy thì các bạn chỉ cần trả lời là gì? 20. Đó, số 20, các bạn nhớ số 20 rồi đúng không nào? 20. Các bạn ghi 20 là xong. Đó. Rồi, ok. Như vậy là cái bài tập số 4 của chúng ta thì cũng hỏi về cấu trúc how many các bạn ha. Nhớ cho mình có hai cách hỏi như vậy. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn các bạn ở bài tập số 5. Rồi, chào các bạn nha.